Con trai Trương Bá Chi giả bệnh mong bố mẹ tái hợp, Tạ Đình Phong lại đưa con Vương Phi vào gia phả. Việc Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi ly hôn 10 năm trước, người buồn nhất có lẽ không phải họ mà chính là hai cậu con trai Lucas và Quintus. Theo trang NetEarth, con trai của cặp đôi vô cực luôn cố gắng làm cầu nối để bố mẹ quay lại với nhau và sống những ngày hạnh phúc như xưa. Thậm chí cậu cả Lucas còn giả bệnh gọi điện cho Tạ Đình Phong đến, bày tỏ mong muốn anh sẽ trở về bên Trương Bá Chi. Nhưng đối diện với con trai, tài tử xứ Cảng Thơm chỉ có thể nói ra một câu rất ngắn gọn, không thể quay lại được. Trang NetEarth còn tiết lộ câu nói này của Tạ Đình Phong khiến con trai anh cảm thấy rất đau lòng. Trang BCH cách đây ít ngày có một bài viết gây chú ý khi tiết lộ về một khoảnh khắc bối rối của mỹ nhân họ Trương. Có một lần bé Quintus gọi điện cho cô và nói, mẹ ơi con rất nhớ bố. Thì ra vì thấy các bạn xung quanh đều có bố xuất hiện bên cạnh nên Quintus cảm thấy vô cùng tủi thân. Trong lúc Trương Bá Chi không biết phải trả lời ra sao thì đã nghe thấy cậu con trai cả Lucas an ủi em trai. Thôi nào, bố mẹ đều đang đi làm, chúng ta phải biết nghe lời chứ. Những lời này khiến nàng tinh nữ lang vô cùng xúc động. Trước đây, vợ cũ Tạ Đình Phong luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi nghe bé Lucas nói vậy, nữ diễn viên thực sự cảm thấy tan chảy, phá bỏ hàng rào tâm lý bấy lâu nay. Trang BZH bình luận rằng, suy cho cùng, Trương Bá Chi rất khó có thể bù đắp được tình phụ tử. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, những đứa trẻ đều vô tội. Rất may mắn rằng, Lucas và Quintus đều là những đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Thật ra không chỉ có Lucas hay Quintus mà rất nhiều người từng mong muốn Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi có thể tái hợp bởi họ thực sự là một cặp rất đẹp đôi. Tuy nhiên cặp sao đã ly hôn nhiều năm và hiện tại mỗi người đều có cuộc sống riêng. Nếu như Tạ Đình Phong đang hạnh phúc bên Vương Phi thì Trương Bá Chi lại trải qua những ngày bình yên cùng các con. Có lẽ duyên phận của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đến đây đã kết thúc, mọi người vẫn nên chúc phúc cho họ thì hơn. Dù sao có những chuyện chẳng thể cưỡng cầu được. Tới tận bây giờ, cuộc tình thị phi kéo dài 2 thập kỷ của Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn gây rất nhiều tranh cãi. Cả hai vấp phải áp lực rất lớn từ phía người hâm mộ, bị đánh giá là những ông bố bà mẹ thiếu trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái. Mới đây, trang BZH cung cấp nguồn tin gây xôn xao dư luận khi cho biết Tạ Đình Phong có kế hoạch đưa tên của Lý Yên, con gái rượu của Vương Phi và Lý Á Bằng vào trong gia phả của nhà họ Tạ. Đáng chú ý, nam diễn viên Ngọc Quang Âm có hành động thái độ phân biệt đối xử rõ rệt. Chồng cũ của Trương Bá Chi hoàn toàn ngó lơ con ruột, không thăm nom hay chăm sóc, luôn vắng bóng trong buổi sinh nhật của hai quý tử. Ngược lại, Tạ Đình Phong lại vô cùng yêu chiều và quý mến Lý Yên. Trong ngày sinh nhật của cô bé, mỹ nam đình đám còn xuống bếp trổ tài múa chảo nấu một bữa cơm dành cho con gái Vương Phi. Sau khi biết ý đồ của Tạ Đình Phong muốn cho tên Lý Yên vào trong gia phả, bố ruột của anh tỏ thái độ phản đối gay gắt. Từ trước đến nay, ông Tạ Hiền luôn dành tình cảm đặc biệt yêu quý cho cô con dâu Trương Bá Chi và hai đứa cháu Lucas và Quintus. Lòng hiếu thuận và cách đối nhân xử thế của người đẹp họ Trương khiến ông Tạ vô cùng hài lòng. Thậm chí có nguồn tin cho hay, vì quá yêu mến Trương Bá Chi, Tạ Hiền từng thẳng thắn tuyên bố ông chỉ có một cô con dâu duy nhất, ngấm ngầm thể hiện thái độ không chấp nhận Vương Phi làm dâu họ Tạ. Trang BZH cho biết thêm, Tạ Đình Phong thực sự rất muốn cưới Vương Phi về làm vợ, nhưng việc đưa thiên hậu siêu bóp và cô con gái nhỏ vào gia phả họ Tạ là điều hoàn toàn bất khả thi. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là tin đồn được truyền tai nhau trên mạng xã hội. Thực hư câu chuyện ra sao chỉ có nhân vật chính rõ nhất. Trong một bài phỏng vấn chính thức cách đây không lâu, Tạ Đình Phong thẳng thắn tuyên bố sẽ không kết hôn với Vương Phi. Điều này đồng nghĩa với việc người hâm mộ sẽ không có cơ hội chứng kiến hôn lễ thế kỷ giữa Tạ Đình Phong và Vương Phi. Họ bên nhau đã 8 năm tính từ ngày tái hợp nhưng chưa có sự ràng buộc chính thức. Mặc những lời đàm tiếu trong dư luận, Tạ Đình Phong vẫn yêu đàn chị sâu đậm, tôn thờ mối quan hệ kéo dài 21 năm của họ. Cách cặp sao yêu nhau giản dị và kín tiếng trên nguyên tắc không phô trương chuyện tình cảm với báo chí. Điều này giúp họ gắn bó mạnh mẽ đối mặt với loạt tin đồn rạn nứt chia tay suốt những năm qua. Trên Sina, Tạ Đình Phong từng khẳng định, cuộc đời này tôi yêu nhất Vương Phi, đặc biệt tôn trọng mọi quan điểm và cảm xúc của bạn gái. QQ cho biết thời gian đầu tái hợp, nam diễn viên từng bày tỏ mong muốn rước Vương Phi về nhà họ Tạ, trao cho cô danh phận chính thức, nhưng nữ diva tỏ ra không mấy mặn mà. Vì hai lần kết hôn trước đó với Đậu Duy và Lý Á Bằng không như ý, Vương Phi không muốn tái hôn lần thứ ba. Cô lo lắng cuộc tình mới tìm lại với Tạ Đình Phong không lâu dài, cũng như ghét cảm giác ràng buộc của hôn nhân. Hôn nhân chỉ mang tính hình thức, tôi cảm thấy như hiện tại là hạnh phúc rồi, rất tự do, sao nữ chia sẻ. Với Tạ Đình Phong, trải qua đổ vỡ hôn nhân với Trương Bá Chi, anh hiểu rõ giá trị cần trong cuộc sống tình cảm và chấp nhận quan điểm yêu không cưới của Vương Phi.